Hơn 2 năm nay kể từ ngày vợ phát hiện căn bệnh hiểm nghèo ung thư dạ dày, anh Ti đã phải đảm đương thêm công việc nội trợ của người phụ nữ trong gia đình. Đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp, giặt rửa đã là những công việc quen thuộc của người đàn ông trụ cột gia đình này. Áp lực cuộc sống của anh Ti lúc này không phải là những nhọc nhằn của cuộc sống, mà đó là làm thế nào để có tiền chữa bệnh cho vợ. Khi lên tái khám mỗi lần đi thì em cũng buông trực vực, thấy tiền bạc cũng có rồi, mình cũng rất là khó khăn. Trong lên đó có tiền những mấy khóa đó, họ biết mình đó, họ xin cơm xin đôi cho hai vợ chồng. Mấy người nó chỗ từ thiện nó biết mình nó rồi, là họ mấy cô hộ lý rồi xin dâm cơm nó rồi. Chứ cũng khó khăn. Mấy người hàng xóm thì anh em đâu nữa cũng cho thầy vừa đâu rồi cho người 100-200 nữa. Chứ có tiền mua không? Thì em vay thì họ không cho. Tại vì em thì vừa đâu, còn em thì tật nguyên họ cho. Trải qua 2 lần phẫu thuật dạ dày và đại tràng, 13 lần hóa trị, sức khỏe của chị Thúy ngày càng suy kiệt. Hơn 7 tháng nay, từ ngày chị Thúy phẫu thuật đưa hậu môn nhân tạo ra bên ngoài, anh Ti phải thường xuyên túc trực chăm sóc vợ. Trong vợ em về là những khỏe thì em cũng đi xin thầu đi làm cũng được ngày một ngày để đỡ đó. Còn tại vì giống như vừa sáng vừa đau nhói nhói rồi hoài rồi thì cũng em cũng đi làm được. Thì em cũng trông đi làm được ngày một ngày hai ngày nãy con có mùa nắng thì phải làm, mà có mùa mưa thì làm cũng được mà. Nói chung là anh em những chỗ quen biết họ kêu mình đi làm thì họ cống mình thì họ trả thấp hơn những người khác nữa. Thì họ ưa trả cho mua trả, mình làm được ngày một ngày nữa. Vốn bị tật ở chân từ nhỏ, nên việc anh Ti tìm được công việc có thu nhập cao là chuyện khó khăn. Từ ngày vợ bệnh, công việc phụ thời nề bấp bênh của anh Ti cũng bị gián đoạn. Hai đứa con trai, đứa lớp 8, đứa lớp 9 đành bỏ ngang việc học vào Nam tìm việc phụ giúp ba mẹ. Nhưng vì dịch bệnh, hai đứa bị mắc kẹt trong Nam với hoàn cảnh hết sức khốn khó. Ở mức độ địa phương có hỗ trợ, nhưng mà hỗ trợ mức độ thôi. Ví dụ gạo hoặc là vật chất, tiền bạc cũng có, nhưng có mức độ chẳng cũng được nhiều. Ngọc Hà là con gái út trong nhà. May mắn hơn hai anh trai của mình, Hà vẫn được đến trường, chuẩn bị vào lớp 5. Đã tin không bỏ mẹ, hồi ấy trong vùng xuất hiện một con yêu tinh chuyên bắt người và súc vật. Ngoài giờ học, Hà đã biết giúp đỡ ba mẹ với những công việc lặt vặt trong nhà. Nhà chẳng có bếp ga, Hà vẫn thường quan sát cách ba nhóm củi thổi lửa, tập tành phụ ba cả việc nội trợ nấu ăn. Đó cũng là khoảng thời gian Hà vui nhất, bởi Hà thường xuyên chỉ có một mình ở nhà vì ba phải vào viện chăm mẹ. Hai năm nay thì họ sợ cho tới lui để nhiều khi rửa chén rồi là cơm nước chỉ cho mẹ nữa rồi. Sợ nhiều khi nấu thì kiếm quá ăn. Nhiều khi hàng về là từ nấu cơm ăn, hàng rửa giặt ba hàng mà nuôi mẹ bệnh viện thì hàng ở nhà là từ giặt áo quần về nấu ăn trong bữa ăn hàng ngày, rồi xóm cho họ tới họ giúp được chân mà họ giúp những chứ bản thân tôi rồi thôi, tôi tới được thì làm được chỉ làm. Như nhiều khi bệnh viện về thấy nằm trong giường thì thấy thì quăng quái thì mình thấy cũng tội. Gia cảnh của vợ chồng anh Ti chị Thúy luôn nhận được sự quan tâm của bà con lùi xóm chung quanh. Chuyện ăn uống những ngày qua cũng nhờ sự chia sẻ hỗ trợ của những người hàng xóm tốt bụng. Căn bệnh ung thư của chị Thúy ngày càng biến chuyển xấu, bệnh tiếp tục biến chứng di căn. Nhưng lúc này, anh Ti cũng chẳng thể vay mượn đâu ra để tiếp tục điều trị bệnh cho vợ.
tại thì chị là về nhà được mấy ngày rồi anh? Dạ, mới được một tuần chị nè. Về là khoảng 15 ngày nữa đi lại. Thì mỗi lần mà xả trị xong thì chị có thấy sức khỏe mình có cải thiện đôi chút không chị? Dạ, bữa hôm nay đau nhiều lắm, bữa nay em có giảm được đôi chân. Tại vì bữa hôm bỏ em 3 phút là ngọt chị không nổi. Bữa nay cũng đau mà đi không có sữa hết. Dạ. Hằng ngày là em phải ăn nhiều bữa. Một bữa có được nửa chén cháo không? Dạ, có khi được thì không. Đi thuốc về là con ăn được. Đồng cảm chia sẻ của hoàn cảnh của chị, thì cả nhà hảo tâm muốn chia sẻ một chút quà đến vợ chồng chị, mong là sẽ hỗ trợ một phần nào đó chi phí để chị tiếp tục hóa trị trên bệnh viện. Con xin mời cô Phấn đại diện cho Hội Nội Nhiệm Người Tình có món quà gửi đến cho vợ chồng chị Thủy. Xin mời cô. Đại diện cho Hội Nội Nhiệm Người Tình là cô trao cho cho em số tiền là 16 triệu để mà chữa bệnh nhé. Số tiền 16 triệu đồng này bao gồm cả sự hỗ trợ của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Xin gửi đến gia đình anh chị 1 triệu đồng của Thẩm mỹ viện Nam Phương. 1 triệu đồng cũng là món quà của công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế gửi đến gia đình. Ủy viên người nghèo của công ty cổ phần xây lắp cũng có món quà là 1 triệu đồng gửi đến cho gia đình. Còn đây là món quà 25kg gạo của bác Hoàng Công Quang ở Lam Vân Thê, xã Thủy Thanh, xã An Thủy nhờ chương trình chuyển đến cho vợ chồng anh chị. Thì phải đồng ra thế chứ em biết nói gì hơn. Thì em cũng cảm ơn chương trình của em biết. Chương trình cũng mong là anh sẽ cố gắng nhiều nữa để lo tiếp tục điều trị mình cho vợ và lo cho con nhỏ. Chương trình Nội Nhiệm Người Tình cũng rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ đến cho gia đình của chị Hồ Thị Thủy ở thôn Xuân Ổ, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, hoặc liên hệ qua chương trình Nội Nhiệm Người Tình phòng thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, số 58 đường Hùng Vương, thành phố Huế. Chương trình Nội Nhiệm Người Tình cũng xin đặc biệt cảm ơn sự đồng hành chia sẻ của các chị em tiểu thương ở chợ Đông Ba, chợ Bình Ngư, chợ An Cửu, Nam Đông và A Lưới đã hỗ trợ và đồng hành cùng với chương trình trong suốt thời gian qua. Hôm nay tiếp tục là một ngày dài đối với vợ chồng anh Ti, chị Thủy. Túc trực bên cạnh vợ, tâm trí anh Ti lại nặng trĩu ưu tư, lo lắng khi chứng kiến những đau đớn bệnh tật tiếp tục hành hạ vợ. Nghĩ về tương lai mờ mịt của cả con, nghĩ về chuyện học hành có nguy cơ đứt quãng của con gái, lòng anh lại càng xót xa.